không, đứng bên ngoài cổng chợ đây mọi người nha, tức là ở cổng chợ này đủ các mặt hàng mọi người nha. Thấy chưa, các cảnh tuyệt vời luôn. Đấy, tức là bà chủ đấy mọi người, bà chủ bán hàng các cái mặt hàng đây. Lúc nãy là tất cả khách đến bà chủ ba không thấy mặt, nhưng bây giờ mọi người nếu có nhu cầu thì mua các loại hàng điện tử nha. Nếu mọi người ơi, tôi đứng ở cổng chợ Công Thành đây, tức là cây đường 38 đây, đủ các mặt hàng mọi người và các bạn nếu có nhu cầu. Đấy, mọi người và các bạn thấy các cửa hàng tuyệt vời không? Thấy chưa, mọi người và các bạn thấy không? Đúng là các cửa hàng tuyệt vời luôn. Đấy, bây giờ chợ hơi trưa, cho nên bây giờ người mua bán cũng đã hết rồi mọi người ạ. Đấy, tức là các mặt hàng ở chợ Công Thành đây. Đây nha, mọi người nha. Đây, tức là ở chợ Công Thành đủ các mặt hàng luôn. Mọi người và các bạn nha, đủ các kích cỡ quần áo luôn. Ở đây là chủ yếu là hàng nội địa cháu ơi. Ở đây, mọi người và các bạn nha. Đây, tức là mọi người nha, đủ các mặt hàng luôn. Đây, hầu như là hàng nội địa đấy. Đấy, mọi người có nhu cầu nha thì gặp bà chủ ấy nha, bà chủ rất vui tính. Đây, tức là đây là hàng cá. Dạ, quay cho cháu gầy bác, cho đặt khách thêm tí đi. Đây, ai có nhu cầu mua, tức là mua hàng hàng sạch đây, tức là hàng hàng cá, cá biển. Đây, hàng cá biển. Đông đông khách cá biển tươi ngon. Quẩy mà đi cái báo nữa đây, hối đây. Lấy tức là hàng giáp. Giáp tức là giáp nội địa mọi người ơi. Đủ các mù đây, mù tức là mù đủ các cái thành phần. Tức là từ trẻ thơ đến ông già đều có cả. Nếu như mọi người có nhu cầu thì gặp bà chủ đấy nha. Đấy, bà chủ này tuyệt vời luôn. Đấy, ở Công Thành đấy, ở chợ Công Thành mọi người và các bạn nha. Cháu được chi không bác, được kéo được mạnh không? Đấy nha, mọi người nha, tất cả ai có nhu cầu hàng sạch đấy nha. Tức là bên kia thì hành tắm này. Đấy là tép tép đông ấy chị hề. Ủa cái tép đông nấu canh mùa hè này thì tuyệt vời lắm mọi người nha. Tất cả các hàng sạch ở trong kia thì nước mắm đầy đủ. Nếu như mọi người có nhu cầu thì gặp bà chủ ấy nha. À, chị cắt khẩu trang để cho mọi người họ thấy cái đó. Đấy, thấy chưa, gặp bà chủ ấy tuyệt vời nha, bà rất phú tí. Đấy, tức là ở chợ Công Thành. Ở chợ Công Thành, huyện Yên Thành mọi người nha. Đấy, nha. Đấy, mọi người nha. Đấy, tức là bên này cái hàng này là hàng cá biển. Hàng cá biển nha. Còn ở bên này thì hàng đậu phụ nha. Đây, khách cho mua hàng đậu phụ cho mọi người nha. Đấy, mọi người nha. Tức là các đủ các mặt hàng sạch luôn. Đầy đủ đây, nếu như mọi người mà có nhu cầu thì gặp bà chủ ấy nha. À, đấy là chơi sáng trường nghề chị ơi. Đây, chị yêu, chị vui tình lắm mọi người ơi nha. Đây nha. Thấy chưa, mọi người xem cái cảnh ở chợ Công Thành. Đây, mọi người và các bạn nha, tức là hàng rau sạch ở chợ Công Thành đây. Nếu như mọi người mà có nhu cầu thì gặp bà chủ đây. Bà chủ rất vui tính, tuyệt vời không? Mọi người thấy chỉ vui tính không? Đấy, tức là hàng sạch.
hàng sạch mà người cũng sạch luôn. Hàng sạch mà người cũng sạch luôn mọi người các bạn. Đây, hàng nhà quê đấy mọi người nha. Đây, hàng nhà quê đấy nha. Quá tuyệt vời luôn mọi người và các bạn nha. Đây, thấy chưa? Đấy, mọi người nha, bên này cái hàng thịt đấy. Hàng thịt sạch đấy. Đấy, quá tuyệt vời luôn. Đây, hàng giữa này. À, ca này chắc có lẽ... Ca này có lẽ cơ vườn đấy chào hình. Ca này là cơ vườn đấy bạn. Cơ vườn đấy nha. Đấy, mọi người có nhu cầu thì gặp với chủ ấy nha. Đấy, có nhu cầu, đấy là cơ vườn, đâu là đúng sạch. À, thế đấy, thấy chưa? Thấy bà chủ ba giới thiệu với mọi người và các bạn nha.